Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Cẩm Lệ đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Anh Tuấn 25 tuổi, trú huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam với hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trước đó, sáng ngày 13 tháng 3, Tuấn điều khiển xe ô tô bán tải chạy trên đường Trường Trinh. Khi đến trước số nhà 729 đường Trường Trinh thuộc phường Hòa Phát quận Cẩm Lệ, chiếc xe đâm vào anh Trần Cảnh Toàn 23 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk đang đứng bên đường nghe điện thoại. Hậu quả anh Toàn tử vong tại chỗ. Qua thử test, Tuấn dương tính với chất ma túy.